Xin chào các bạn nhé. Hôm nay Inox Thanh Hưng xin giới thiệu với các bạn một cái quy trình gia công sản xuất một cái nồi nấu ra nhiệt có cánh khuấy với dung tích là 1.000 lít. Đây là một cái nồi dùng để nấu đường phèn công nghiệp do khách hàng ở ngoài Quảng Ngãi đặt bên Inox Thanh Hưng chúng tôi sản xuất ạ. Và các bạn thấy là cái khâu đầu tiên chính là cái khâu làm cái thân nồi này. Cái nồi này sẽ được cấu tạo 3 lớp và ra nhiệt cách thủy bằng dầu truyền nhiệt. Cái lớp trong cùng tiếp xúc với nhiên liệu sẽ là inox 304 dày 2 ly, và cái đáy của cái lớp trong cùng này là bằng inox 304 và dày đến 3 ly do khách hàng yêu cầu ạ. Cái lớp thứ hai sẽ bao gồm lớp dung môi truyền nhiệt và lớp inox 304 dày 2 ly. Lớp thứ ba sẽ bao gồm lớp bông thủy tinh cách nhiệt và một lớp inox 304 dày 1 ly, lớp bảo ôn bên ngoài. Cái nồi này thì sẽ có kích thước lọt nòng của nó là 1.100 nhân với lại 1.000, và kích thước phủ bì của nó là 1.350 nhân với lại 2.700. 2.700 đây là cao tới 2m7 đấy, tính cả cái chân của cái nồi này và cái motor. Kích thước thuộc tổng thể. Nồi này thì chân nồi thì chúng tôi sẽ thiết kế là cái hộp vuông như này, và sẽ được rằng để gia cố cho cái chân nồi này nó cứng. Và các bạn thấy cái quá trình sản xuất của chúng tôi từ những cái khâu đầu tiên làm 3 cái lớp trong đến nắp chân, và bây giờ thì là thợ điện bên chúng tôi là đã đang hoàn thành nốt cái phần điện của cái nồi nấu cánh khuấy này. Cái nồi nấu cánh khuấy này thì sẽ được sử dụng bằng điện 3 pha và công suất tiêu thụ của nó là 27 kW/giờ, sẽ bao gồm 3 cây điện trở. Các bạn nhìn thấy tủ điện rất là xịn sò và được làm bọc ốp bằng inox như này. Và đây là cái cánh khuấy của cái nồi nấu ạ. Các bạn nhìn cái cánh khuấy rất là cứng. Cái trục của cánh khuấy này sẽ bằng cây inox đặc rất là nặng, và những cái thanh đan sẽ được làm bằng la inox và dày đến 5 ly ạ. Toàn bộ bằng inox 304. Cái nồi này thì chúng tôi đã xong rồi đây, và đưa ra bên ngoài cửa xưởng và vệ sinh, và cũng như là rót nước dung môi truyền nhiệt. Chúng tôi sử dụng cái nước dung môi truyền nhiệt để thử cho máy, thì chúng tôi dùng nước ạ. Và đặc biệt ở cái nồi này chúng tôi thiết kế là cái có lắp đậy cho cái van xả đáy ở bên trong nồi để tránh nguyên liệu không bị rơi xuống bên dưới ạ. Và bây giờ là đã nấu điện lắp cánh khuấy và đang test cái phần cánh khuấy đây ạ. Cánh khuấy này thì các bạn sẽ đảo được 2 chiều thuận nghịch và có đúng cần điều chỉnh tốc độ ạ. Đây cái bảng tủ điện này. Cái bảng tủ điện này chúng tôi test cánh khuấy và test cái bảng tủ điện hoạt động bình thường, tất cả từ cái đồng hồ chỉ thời gian đến đồng hồ chỉ nhiệt độ bên trong nồi, cũng như là đồng hồ chỉ nước dung môi truyền nhiệt ạ. Thử xong thì chúng tôi đã xả cái nước dung môi truyền nhiệt bằng nước ra, và sẽ đẩy cái nồi nấu này lại trong xưởng để làm gì, để chúng tôi sẽ làm cái bộ trục vít của cái nồi nấu cánh khuấy này. Cái nồi này thì sẽ được đưa vào trong xưởng, phải dùng xe lưng để đẩy vào trong xưởng và để làm cái bộ trục vít. Cái bộ trục vít của cái nồi này thì sẽ có kích thước là phi 140 nhân với lại 3.000, và được làm bằng inox 304 và dày đến 3 ly. Nên là cái trục vít này rất là nặng, 3 thợ vào giữ để thì mới làm được. Và cái cánh của cái trục vít bên trong ấy thì cũng bằng inox 304 và dày 1.5 ly. Đặc biệt ở cái trục vít này là chúng tôi là làm cho khách hàng là sẽ đảo được 2 chiều thuận nghịch và có đúng cần điều chỉnh tốc độ của cái trục vít này. Nếu như các bạn có nhu cầu đặt mua nồi nấu đường phèn công nghiệp, nồi nấu cánh khuấy công nghiệp, hoặc là các loại máy móc được gia công sản xuất từ inox, thì liên hệ với lại inox Thanh Hưng qua số điện thoại trên màn hình 0908 312 438, hoặc là số 0904 646 238.
hoặc là các bạn có thể đến trực tiếp tại xưởng sản xuất của chúng tôi, địa chỉ tại 1238 Phạm Văn Giáng, phường Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của chúng tôi. Hẹn gặp lại các bạn vào các video tiếp theo.